Chào mừng quý anh chị và các bạn đang xem clip của em nhé. Thì trong buổi trưa ngày hôm nay thì bên em lại vừa mới mua được một cái mẫu xe rất đặc biệt, mà cái mẫu xe này nó rất ít có ở trên thị trường Việt Nam các bác nhé. Đây là một chiếc Ford Escape các bác nhé. Thì sau đây em sẽ test một đoạn đường, một cung đường rất là ngắn để cho chị và các bạn cảm nhận được cái mẫu xe Ford Escape này rất là đặc biệt. Đồng hồ thì không báo một lỗi gì đâu nhá. Em kiểm tra xem có cam lùi không. Không có cam lùi các bạn. Không có cam lùi. Thì chiếc Ford Escape 2003 này nó rất đặc biệt hơn những cái chiếc Ford Escape khác các bác nhá. Chiếc này thì nó lại là trang bị cho mình một cái khối động cơ rất là nhỏ nhắn, chỉ có 2.0 thôi. Đấy, phiên bản số sàn các bác nhá. Mà giá thì rất hợp lý, chỉ có hơn 100 triệu đồng một chút thôi các bạn. Hơn 100 triệu đồng. Im cầm chắc, cuốn số nhẹ nhàng cao nhé. Điều hòa mát sâu cũng được trang bị cho mình hai cầu cao nhé, hai cầu điện. Đây. Máy chạy rất là mượt mà cao nhé, mượt mà luôn. Đây. Và sẽ đỗ một cái điểm chống nhất, quay chi tiết cái mẫu xe Ford Escape này cho chị và các bạn cảm nhận được các bác nhé. Trước màn hình nhỏ của anh chị và các bạn, đây là một chiếc Ford Escape được sản xuất năm 2003 các bác nhé. Và xe thì đặc biệt hơn chiếc Ford Escape khác là nó là phiên bản số sàn, máy xăng, động cơ 2.0 rất là nhỏ nhắn, rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn các bác nhé. Thì với cái mẫu xe Ford Escape phiên bản số sàn này thì hiện tại bên em đang chào bán một mức giá rất hợp lý thôi, chỉ có 155 triệu các bác nhé, 155 triệu cho anh chị và các bạn sở hữu cho gia đình nhà mình một cái mẫu xe gầm cao vượt đèo lội suối, hai cầu điện các bác nhé. Điểm rất bình dân. Anh chị và các bạn mà xem video của em lần đầu tiên và quan tâm dòng xe có từ 40 triệu đồng cho đến 400 triệu đồng thì nhớ bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những cái mẫu xe bên em thăng đang về theo ngày tháng các bác nhé. Thì với cái mẫu xe Ford Escape này là một cái mẫu xe là cái khối động cơ rất là nhỏ, nhỏ nhất trong dòng Escape các bác nhé. Đấy, chiếc này thì rất tiết kiệm nhiên liệu. Xăng thì chiếc Ford Escape này nó dao động cỡ khoảng từ 8 đến 12 lít xăng trên 100 km các bác nhé. Chiếc này xe thì chất xe thì các bác miễn phải bạc. Và đây là cụm đèn hậu của chiếc Ford Escape các bác này. Đấy, không bị dập vỡ gì các bác nhé. Đấy, xe thì nguyên bản luôn. Đây thì em nhìn thấy có một cái camera, nhưng mà lúc cái vào số lùi thì nó không có cam thôi.
dòng Ford Escape này thì tôn vỏ nó rất là dày dặn và chắc chắn, có form dáng rất là dày dặn chắc chắn. Giá 155 triệu các bác nhé. Một trăm năm mươi năm triệu là bao rút hồ sơ cho chị và các bạn. Còn bác nào mà muốn vận chuyển thì phải mất cước các bác nhé. Ở đây bộ mâm đúc này của nó rất là khỏe khoắn các bạn, rất là khỏe khoắn luôn. Cái bộ mâm đúc này thì rất là khỏe các bác nhé, rất là khỏe khoắn. Chiếc này thì cũng trang bị cho mình phanh ABS túi khí các bác nhé. Xe này thì keo chỉ chưa mất một phân keo chỉ nào các bác nhé. Tabi vẫn là tabi lỉ các bác nhé, tabi lỉ và ghế lỉ cả xe các bác nhé, ghế lỉ cả xe. Đây các bác này, nó bị rách cái túi khí chưa bị lỗ các bác nhé. Xe này thì cam kết cho anh chị và các bạn không đâm đụng tai nạn được nữa gì. Gương kính, gương chỉnh điện. Đây, đây phiên bản số sàn các bác nhé, phiên bản số sàn. Giá tiền rất hợp lý thôi các bác nhé. Đây, chiếc này nó được sản xuất năm 2003. Đấy, với động cơ là 2.0 các bác này. Rất là tiết kiệm nhiên liệu cho anh chị các bác nhé. Trần các bác này, trần đây. Và đây là khoang ghế. Đằng sau toàn bộ là ghế lì hết thôi, toàn bộ là ghế lì hết các bạn, toàn bộ ghế lì. Đây. Thập bi lì. Đây. Chiếc này xe rất là rắn, rắn xe các bạn, cực kỳ rắn xe luôn. Lốp số cua dự phòng của nó các bạn. Giá tiền rất bình dân, 155 triệu. Bình tán cột kéo này. Em quay rất là chi tiết mà tí cái chiếc khỏi tiếp này quay. Giá hợp lý cho các bác. Một trăm năm mươi năm triệu một chiếc Ford Escape rất là đẹp các bác nhé. Chiếc này thì được trang bị cho mình hai cái túi khí các bác nhé, hai cái túi khí. Rồi. Chiếc này nó một chủ từ mới luôn các bác nhé, một chủ từ mới. Anh chị và các bạn mà muốn xem xe trực tiếp và lái trải nghiệm cái mẫu xe Ford Escape với phiên bản số sàn này thì các bác đến tại đường 388 Long Xuyên, Kim Bôn, Hải Dương, hoặc liên hệ trực tiếp bên em qua số điện thoại là 0962 567089, hoặc là một số nữa là 0975 567089 các bác nhé, để được tư vấn trực tiếp với cái mẫu xe Ford Escape sản xuất năm 2002 này các bạn nhé. Một chiếc Ford Escape rất là đẹp. Đó, các bạn nhìn cụm đèn pha của nó này, đèn của nó thì vẫn, nó chỉ khác nhau về khối động cơ đúng không nhé. Riêng chiếc Ford Escape này nó chỉ khác nhau về khối động cơ và số sàn hoặc là số tự động thôi.
cuối động cơ kiểu trước này nó chỉ có 2.0 hai cầu đây. Máy 2.0 số sàn hai cầu, giá rất bình dân và hợp lý cho chị và các bạn, 155 triệu, là trong đó là đã có phí bao rút hồ sơ cho chị và các bạn rồi. Còn bác nào mà muốn vận chuyển thì cộng thêm cước các bác nhé. Đấy, em bán giá sát cho chị và các bạn phía Bắc đến lái xe trải nghiệm. Đấy, còn bác nào phía Nam thì phải cộng thêm 6 triệu đồng tiền vận chuyển các bác nhé. Và sau đây em kết thúc video, hẹn anh chị và các bạn video lần sau. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video của em suốt thời gian vừa qua. Vâng, em chào các bác nhé.